về trong hoa đua nở, khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi, xin dâng lên mẹ trên trời tấm lòng kính mến ngàn lời tạ ơn. Tháng hoa, tháng mà người người nao nức muốn đến với mẹ để dâng kính mẹ ngàn hoa tươi thắm, những đóa hoa căng mình khoe sắc của đất trời để tôn vinh vẻ đẹp rạng người nhân đức của mẹ, những sắc hoa lừng ngát hương thơm tỏa lan lòng tôn kính mến yêu tha thiết dâng về mẹ, và cả mùa hoa với muôn ngàn vẻ đẹp để bày tỏ lòng tri ân cảm mến mẹ. Giờ đây cộng đoàn giáo xứ Hương Yên chúng con quây quần trước tôn nhan mẹ yêu dấu để cùng nhau khai mạc tháng hoa dâng kính mẹ. Đến với mẹ, mẹ Thiên Chúa, mẹ Hội Thánh và là mẹ gần gũi của mỗi gia đình và mỗi người, chúng con nâng hồn lên để khao khát chiêm ngắm các nhân đức sáng ngời của mẹ, cùng muốn gửi về mẹ những nỗi niềm khát khao, những băn khoăn thao thức, những đau khổ vất vả, những hạnh phúc ấm êm của cuộc sống nhân sinh, cùng với những hy sinh vất vả tập luyện của chúng con trong suốt những ngày qua, và dâng lên mẹ những lời cầu nguyện xin tha thiết của mỗi gia đình chúng con. Hương dung nhẹ mặn mà sống
Chúa ngôi Cha là nguyên thủy và cùng đích. Vì yêu thương, Cha đã tác tạo mọi loài và tác tạo chúng con theo hình ảnh của Cha, cho chúng con kiến phúc làm con cái Cha. Ước mong mọi người nhận ra lòng nhân hậu của Cha qua sự dịu dàng, ánh mắt cảm thông và cử chỉ phục vụ của chúng con. Xin tạ ơn Cha đến muôn đời. Ân ngài sáng soi
chào các thánh trên trời. Các ngài là niềm tin và hy vọng của chúng con. Kính chào thánh cả Giô-se, thánh Đa-minh, thánh Vinh-sơn, thánh Phê-rô và Phao-lô, các thánh quan thầy của chúng con. Các ngài cũng đã là thân phận mỏng giòn như chúng con hôm nay. Xin cho chúng con noi gương các ngài, can đảm làm chứng cho tin mừng của Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ, để sau này chúng con cũng được với các ngài ca tụng Chúa vinh quang. Hãy subscribe.
cùng gắn kết sợi chỉ yêu thương, lòng khát khao gìn giữ đức tin vô giá được tinh tuyển mãi. Từng ngày bồi bổ thêm cậy trông cho vững chắc, đức ái thêm sâu sắc chân thành, hầu mong mỏi xây dựng và gìn giữ gia đình bền vững giữa cuộc đời. Đừng gửi gắm tỏa hiệp dân trong từng nụ hoa tươi xinh kính dân mẹ. Xin mẹ tỏa hương thiên đàng cho cuộc đời chúng con thân được an vui và sức tràn thánh ân. Xin mẹ ấp ủ chúng con trong tình mẹ để dâng tặng cho đời và lan tỏa hương thơm bác ái trong môi trường sống của chúng. Của đấng phục sinh.
ban cho chúng con trong hành trình dương thế này biết luôn chiêm ngắm mẹ để trong cuộc sống làm người làm Kitô hữu và làm con Chúa chúng con biết yêu thương thánh hóa gia đình góp phần xây dựng hội thánh và biến đổi xã hội sống đẹp thánh ý cha nhờ vậy Thiên Chúa sẽ tuôn đổ ơn lành ban sự bình an cho gia đình và cho nhân loại hôm nay đang cần ơn của Chúa. Lòng thầy con dâng dâng kính mẹ Thiên Chúa cao
và tấm lòng yêu mến Chúa và tôn kính mẹ. Maria tiếng gọi em dịu vời, Maria nguồn suối ngọt ngào an vui, Maria là mạch sống tình yêu tuôn chảy cho chúng con sống trong mẹ từng ngày. Xin mẹ nhận lấy những bông hoa lòng của chúng con, cũng chính là những cánh hoa đời chúng con. Chúng con nguyện lên những bông hoa thắm tươi để thêm hương sắc cho vườn hoa của mẹ. Chúng con tin rằng Chúa Giêsu con yêu dấu của mẹ đang hiện diện và mỉm cười với chúng con. Chúa Giêsu con mẹ sẽ ban cho chúng con dư tràn ân phúc. Lạy mẹ Maria, chúng con thật hạnh phúc khi được sống trong tình mẹ và luôn có mẹ cùng đồng hành trên mỗi bước đường. Sống hiếu thảo trọn tình với Chúa trong nguồn hạnh phúc vô biên của tình mẹ. Giữa muôn ngàn nguy khốn trên đời, chúng con mong muốn luôn được gặp tâm tình chiều mến của mẹ, được mẹ thương của chở che ủi an trong những lúc nguy khốn.